Mình chào cô chú anh chị em nha. Lên cho anh em con Kubota E7 nè. Hàng đẹp anh em nha. Lốc lát rất là đẹp nha. Bao zin cho anh em chăm chăm ha. Chân nè, bộ mà nó sừng sáng đẹp. Dao hơi nắm nhẹ nhẹ chút xíu anh em nhé. Rồi Kubota E7 hàng bao zin, hàng bao đẹp cho anh em ha. Anh em nào cần quan tâm mình liên hệ trực tiếp gặp Dương ha. Địa chỉ 12 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng anh chị em mình nhé. Hiện tại thì E7 em còn, E8 em còn ha. Đây cho anh em xem con E8 này. Đây là E8 này. Đấy, E8 này ha. Anh em nào thiện chí liên hệ trực tiếp gặp Dương này ha.